bên Thái Lan nó hóa giá cho mình. Máy lắp ráp tại Ấn Độ xuất vào Thái Lan. Cần máy dầu nghĩa điện Nhật thì mình có rất là nhiều luôn nhé. Rồi đòn rông, kẹp tăng đầy đủ, kẹp tăng Tây Ban Nha luôn, chén lớn luôn, quá trời đẹp, máy mới tinh luôn nha mọi người, khó lắm mới tìm được một chiếc như vậy. Kobashi nhiều lắm. Quý khách mà có cần máy cày dàn sới, dàn cày thì liên hệ số điện thoại nhé, 0983 841 872.